Nếu bạn đang quản lý một group cung cấp các tín hiệu trading forex nhưng bạn không có thời gian để chơi thủ công sau đó gửi tín hiệu bằng tay, thì bạn có thể kết nối EA trên nền tảng MT5 vào chính cái link Telegram của bạn. Khi đó, mọi giao dịch bằng EA trên tài khoản của bạn sẽ được gửi về kênh Telegram. Như vậy, bạn có thể rảnh tay mà vẫn có thể bán lệnh được cho thành viên khác trong group. Chúng ta cùng xem cách làm nhé. Để gửi tín hiệu từ bot vào Telegram, bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên là trên FXCE Giga, bạn sẽ vào phần setting, chọn Tele Notification, tích vào Notify Signal để gửi tín hiệu. Bên dưới sẽ là Notify Signal Without Chat, tức là có tín hiệu nhưng mà lại không kèm với cái chart. Bạn có thể tùy chọn thêm là gửi tín hiệu khi lệnh lỗ, gửi tín hiệu khi lệnh có lãi hay khi đóng tất cả các lệnh. Sau đó bạn ấn save vào lại. Tiếp theo trên MT5, bạn vào phần Tool, Option, Expert Advisor. Bạn tích thêm vào hai ô này và chèn link sau. Nhấn OK. Đây là kết quả sau khi bạn chèn link xong nhé. Bước 3 là bạn cần tìm cái Telegram token và Telegram link channel để bạn kết nối. Tiếp theo bạn vào trong Telegram, gõ A cộng bot father, ấn start để bắt đầu cuộc trò chuyện. Trong phần này bạn sẽ gõ new bot. A cộng FXCE Notify. Sau đó bạn sẽ đặt tên cho con bot. Mình sẽ đặt tên là FXCE Notify EA bot. Lúc này mình đã có cái mã API của nó. Bây giờ mình muốn kết nối bot với kênh nào thì mình sẽ tìm cái kênh đó. Mình add bot vào và cho nó làm quản trị viên. Ví dụ mình chọn kênh Forex Newbie Channel. Tổng kết lại thì chúng ta sẽ có 4 bước để cho EA vào lệnh trên MT5 sẽ gửi cái thông tin lên Telegram. Bước 1 đó là khi các bạn kích hoạt FXCE Giga. Trong phần input nó sẽ mặc định là kênh của FXCE, bạn cần đổi cái mã key và cái kênh sang cái Telegram của bạn. Ở đây mình đã lưu mã key và tên kênh của Forex Newbie thì mình có thể copy nó để chuyển sang. Sau đó bạn ấn save lại. Nếu bạn đã từng save rồi thì bạn chỉ cần ấn vào load, sau đó chọn cái tên file và nhấn open. Khi mà đúng link channel và đúng token thì cái tín hiệu mới gửi về đúng kênh. Cái thiết lập 2 nó sẽ trong phần setting của Epic Giga. Bạn sẽ chọn vào Tele Notification. Bạn tích vào những cái dạng thông báo nào mà bạn muốn hiện ra ở trên kênh là được. Còn thiết lập ở MT5 và thiết lập ở trên Telegram thì bạn chỉ cần làm một lần là được. Trên đây là toàn bộ hướng dẫn của mình. Nếu các bạn đã đăng ký tài khoản FXCE theo link của kênh Forex Newbie và các bạn gặp vướng mắc trong vấn đề thiết lập EA, các bạn có thể comment hoặc là liên hệ inbox để mình giải đáp nhé. Xin chào.